Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Channel One, Channel The Kimmy. Rất vui được gặp nhau những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Wannabe Fighting Pass như thường lệ. Và hôm nay thì mình có mặt tại con ạc chính của mình. Để như lời hứa hôm qua mình nói với anh em là hôm nay mình sẽ quay cái clip mình lấy thuyền nha anh em. Thì tại game vừa ra một cái thuyền mới cho anh em trong cái sự kiện tiêu trái. Thì nói chung là cái thuyền này thì cũng khoảng 5.000 hoặc hơn 5.000 gì đó. Thì nói chung đây là thuyền A thôi anh em ơi. Chứ nếu thuyền S thì sẽ nhiều trái hơn nha. Bây giờ thì để mình nhận một ít quà free đã anh em ơi. Hiện tại là cũng đã sang tháng mới rồi, cho nên là chúng ta có nhiều thứ để lấy lắm nha. Đây mình nói cho anh em nghe, đầu tháng thì nhiều thứ lắm. Để mình vô ranh coi thử coi. Mặc dù mình không đánh ranh nhưng mà hình như là qua tháng thì mình vẫn có quà chứ nhờ. Ồ không có luôn hả ta. Oh my god. Mình đang ở ranh đồng 3 nè mà sao không có quà ta. Ủa là sao anh em? Nó reset ranh rồi thì mình phải có quà chứ ta. 1 tháng 12 what the hell. Là sao anh em? Mình vẫn chưa hiểu lắm. Hay là phải vô kia nhận ta. Đây nè, đáng ra là mình được 100 trái nè anh em mà không biết sao không nhận được. Mình hơi khó hiểu nhưng mà thôi kệ đi ha. Rồi, đầu tháng thì anh em nhớ vào shop cá để anh em mua thêm vé vàng nha. Như thường lệ thì chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe, đăng kênh đầy đủ ủng hộ cho mình. Anh em nào có nhu cầu mua hoặc bên Android 4399 thì nhớ liên hệ Facebook mình. Nói chung là Android đó anh em. Đây, shop cá được 2 vé free nè anh em. Đó, tất nhiên là anh em phải đủ điểm trái tim nha. Cho nên là mỗi ngày anh em nhớ cày điểm trái tim. Rồi. Mình sẽ vào cái thuyền để mình nói rõ cho anh em nghe về cái sự kiện thuyền một chút ha. Nói chung là sắp tới thì chuẩn bị là có sự kiện quay tướng trái đó là Mihawk New World nè. Cho nên những anh em nào ít trái thì tốt nhất là anh em đừng nên chơi nha. Tại vì anh em chơi xong anh em hết trái để chơi á. Hết trái để chơi sự kiện hơi mệt. Cái này thì điểm danh thôi anh em ơi. Rồi, tại vì admin thì nói chung là cũng nhiều trái, vậy là mình cũng cần sức mạnh và lực chiến. Cho nên là mình sẽ tham gia cái sự kiện này. Đợt trước mình có còn dư 7 mảnh không làm gì nè anh em. Cho nên là mình để dành ở đây và cái kết là bây giờ vẫn còn. Quá hên luôn anh em ơi. Thì mình coi như mình tiết kiệm được một mớ đấy. 7 mảnh này là tiết kiệm được ít đấy anh em. Nói chung là quay trong đây thì tệ lắm là cũng được 7 mảnh. Tuy nhiên thì em phải quay một lần là 500 trái. Suy ra mình có 7 mảnh này là coi như mình cũng tiết kiệm được 500 trái đó anh em. Quá là ngon. Đây, trong shop thì nó sẽ có 4 loại thuyền nha anh em. Hiện tại là nó ra cái thuyền này là thuyền ở bên Hazan nè, thuyền SAD nè anh em. Nhưng mà cái thuyền này là thuyền A thôi nha anh em. Phẩm chất của nó là thuyền A thôi, cho nên là nó chỉ cần có 80 mảnh thôi. Còn nếu mà thuyền S bên đây là 100 mảnh nè. Thuyền S thì bao gồm có 3 thuyền, đó là thuyền hải quân, thuyền vàng với lại thuyền của Brook đó. Thì nếu mà anh em nào thắc mắc về cái vấn đề là ưu tiên nên lấy thuyền nào á thì mình sẽ chỉ cho anh em luôn nè. Anh em nên ưu tiên lấy thuyền Brook nha. Mình sẽ nói các chỉ số cho anh em nghe về những cái thuyền này luôn. Thuyền đầu tiên là thuyền SAD mới ra nè, cái này thì cộng 1% đam nha. Nhưng mà nó phẩm chất A thôi. Đấy. Thì thuyền này là cộng 1% đam cho tất cả. Thuyền hải quân và thuyền vàng thì phẩm chất như nhau, nó sẽ là cộng 2% máu cho cả team. Và thuyền Brook là cái thuyền ưu tiên lấy nhất, đó là cộng chỉ số crit. Chỉ số crit hình như là bao nhiêu phần trăm mình không nhớ, để mình vào thuyền nha anh em. Nhưng mà nói chung là anh em ưu tiên lấy thuyền Brook cho mình. Rồi sau đó anh em có thể lấy thuyền SAD luôn. Còn hai thuyền kia tăng máu thì cũng không quan tâm lắm. Đây thuyền vàng nè anh em. Đây. Nó sẽ tăng 2% máu nè. Đó, thấy chưa? Tiếp theo là thuyền hải quân thì nó cũng tương tự là 2% máu nè. Rồi chúng ta sẽ xuống cái thuyền mà mình nói thuyền Brook nè. Đây. 2% crit nha anh em. Quá ngon luôn anh em ơi. Thay vì chúng ta lấy máu thì tại sao nó không lấy crit cho nó mạnh đúng không? Rồi, ok. Và cuối cùng là cái thuyền vừa mới ra đó là thuyền SAD, thuyền này phẩm chất A thôi. Nhưng mà cũng cái là chúng ta có thuyền là chúng ta có cái để tăng cấp sức mạnh rất là ngon. Thành ra bây giờ mình sẽ quay để mình lấy thuyền cho anh em coi ha. 80 mảnh thôi. Và bây giờ thì mình sẽ lấy thử coi là tốn bao nhiêu trái nha. Ok. Và bắt buộc là anh em nên quay là quay bên đây cho mình nha. Đừng quay bên đây. Bên đây xui lắm. Cứ quay 500 là được tổng cộng là như là 5 lần. Và trong một lần đó anh em sẽ được ít nhất là 7 mảnh. Rồi ngon ngon thì 8 mảnh và ngon nhất là 9 mảnh. Và nếu mà anh em hên là anh em được có tận 100 mảnh đây luôn. Nhưng mà tất nhiên là rất là khó rồi. Rồi 500. Mình có tận gần 50.000 trái cho nên không lo anh em ơi. Lấy thêm thuyền, lấy sức mạnh. Đó, như vậy là mình được 7 mảnh này đó. Anh em thấy không? Nó sẽ cho anh em được 5 vật phẩm. Và cái chắc chắn là trong 5 là cái này, chắc chắn là sẽ có một cái được mảnh thuyền như thế này. Và xui nhất là 7, còn ngon là 8 và ngon nhất là 9. Và ngon nhất 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 luôn là 100.
nhưng mà tất nhiên trong vạn người mới được người thôi anh em ơi. Rồi lần đây thứ hai nè là tốn 1.000 rồi đó, tổng cộng mình đã tốn 1.000 nha, mình sẽ ghi chú lại. Lần này chắc được 8 mảnh anh em ơi, vẫn 7 mảnh như vậy là quá đen anh em ơi, thực sự là quá đen. Chắc là tại vì mình còn dư 7 mảnh cho nên game không có cho mình hên rồi. Ok, lần quay tiếp theo là 1.500 nha. 8 con. Đó, 9 luôn anh em ơi, cũng khá là ok nha. Và anh em nên nhớ là cái này mình chỉ tốn 80 mảnh thôi, cho nên là anh em nhớ nhìn cái mảnh kiểu quay hay tốn thêm trái. Và tất nhiên mình đã khuyến cáo anh em là nếu mà không đủ trái, không nhiều trái thì anh em không nên quay. Để anh em lấy trái để quay Mihawk New World sắp ra trong tháng này. Mình nghĩ khả năng là tháng này đấy. Rồi, 500 này là 2.000 nha, mình đã tốn 2.000. Rồi 7 mảnh luôn, cũng hơi đen đó anh em. Tính ra nếu mà trung bình một lần cứ 7 mảnh như vậy là anh em quay 10 lần là được 70. Mà một lần là 500 cho ra 10 lần là 5.000. Và 5.000 có 70 thôi thì ra vẫn còn thiếu 10 mảnh nha anh em. Ok, và tất nhiên trong đó thì có một số lần hơn cho nên cũng không tính. Rồi bây giờ là 2.500 nha. Mình tốn 2.500 rồi đó. Đó, dù bây giờ là 9 nè anh em thấy không? Nó sẽ bù qua bù lại như vậy. Rồi 3.000 nha. Tổng cộng đã tốn 3.000 rồi. 3.000 ngon, cái này chín luôn, như vậy là được 55 rồi nha anh em. Đây là 3.500 đúng không? Ok, 3.500 rồi, 7, đây là 4.000, chính xác là mình đã tiêu được 4.000 nha anh em, vẫn 7 anh em ơi. Rồi 4.000 rồi, bây giờ là 4.500 này, chính xác là 5.000 rồi anh em ơi, nói chung là 5.000, mặc dù mình còn dư 7 mảnh nhưng mình vẫn sẽ tốn 5.000. Bây giờ còn dư ba, thiếu 3 mảnh thôi nhưng mà chắc chắn là mình vẫn sẽ quay 5 rồi. Tại vì nó có cộng thêm số đây luôn nè. 77 lên 86 rồi, 9 mảnh rồi. Ok, ngon. Như vậy là sau khi mình mua xong thì mình vẫn sẽ còn dư được 6 mảnh nữa và mình sẽ dành đó cho những cái thuyền sau nữa. Đó. Anh em cứ để dành ở đây nha, nó vẫn sẽ tích đó cho anh em. Đó, chắc chắn luôn. Và với 80 mảnh này thì mình sẽ mua thất 80 nha. Đó, là mình sở hữu được một chiếc thuyền. Đó là thuyền mới ra. Và cách để sở hữu nó thì anh em nhớ vào thuyền, sau đó anh em ghép lên thôi. Đó, thuyền này là thuyền ở bên Hazan nha anh em. Một cái chiếc này tàu ngầm hả ta? À đâu phải, cái này phải tàu ngầm không anh em? Thấy nó có mấy buồm này thì không biết là sao. Và mình nhấn mạnh là thuyền này là chỉ là phẩm chất A thì nó sẽ thua S. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ rất là ngon, đó là cộng thêm 1% crit cho toàn bộ nha anh em. Rất là ok luôn. Thì để mình coi lực chiến đây. Nói chung là khi anh em có thuyền mới chắc chắn anh em sẽ được thêm rất là nhiều lực chiến. Bây giờ là 15 triệu 2 nè anh em. Đấy, mình mới có 15 tuổi thôi nha anh em. Nhưng anh em nào thắc mắc về tuổi của mình thì hãy nhìn số lực của mình. Mình là 15 tuổi 2, tức là 15 tuổi... Rồi, 15 tuổi. Không biết bao giờ mới đủ được 18 nè anh em ơi. Khá là khó khăn nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nhận thuyền nha. Đây, thuyền cũng nói chung là cũng đẹp á chứ. Ồ, thuyền này thì chỉ thích hợp để di chuyển ở những chỗ kiểu Nam Cực, Bắc Cực, vùng lạnh thôi anh em ơi. Nó bị đóng băng rồi hay là reset gì đây cũng chả biết nữa. Thôi cứ lái đi hả. À, đẹp chưa anh em ơi. Phải nói là quá đẹp luôn đúng không. Rồi, và khi anh em lấy xong thì anh em sẽ thấy là lực chiến của mình được tăng một chút. Chỉ một chút thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vô bộ sưu tập ảnh và nhận thuyền ở đây thì lực chiến nó sẽ tăng nữa. Đó, chỉ được 50 trái thôi nhưng mà không sao nha anh em, tại vì lực chiến nó sẽ cộng thêm. Đó, 15 triệu 3 nha anh em. Như vậy là từ 15 triệu 2 lên 15 triệu 3 là cái lực chiến cơ bản. Rồi, nhân tiện thì có thuyền mới cho nên mình sẽ tăng cấp cho anh em coi luôn. Lực chiến tăng rất là sướng. 15 triệu 3 nha anh em. Bây giờ thì mình sẽ tăng một vài thứ linh tinh luôn. Vào shop cái đã. Mua đồ rồi tăng cấp luôn anh em ơi. Đây, ví dụ như cái này nè. Rồi mua thêm hai viên này. Đá đỏ. Rồi. Gỗ thì mình có nhiều rồi, mình không mua nữa nha. Sóc cá thì nói chung không có gì hết đúng không? Rồi, ok, bây giờ mình tăng cấp luôn ha. Coi như tiện cái clip này tăng cấp sức mạnh luôn. Thì đầu tiên mình sẽ tăng cấp về cái đảo này, là mình tăng cấp được chưa ta? À, hình như là được rồi này. Như vậy là giờ là full 130 đúng không? Ok, 126, 127, 128, 129, 130. Giờ sang nâng đỏ. Không biết là có lên nổi em đây. Một lần là tốn 400k mà bây giờ mình còn 900k thì nâng được cái nữa chứ mấy. Quá đen, à không được cái nữa. Ok, hết rồi anh em ơi. Tiếp theo thì mình sẽ nâng ở chỗ này. À, chỗ này thì mình có 400, cho ra mình click được khoảng 20 lần đúng không ta? Đúng rồi,
được 20 lần rồi đấy mày. Và level của mình hiện tại là nằm ở level 76, 77 rồi. Cái này nó không cho glitch nhanh ta. Chứ glitch từng cái như vậy thì nó hơi lâu nhờ. Lên được 100 không ta? Chắc là được nhờ. Ui, không được rồi anh em ơi. Được thêm 3 cái nữa. Như vậy là chỉ lên 91 thôi. Từ 15 triệu 3. Ủa sao lực chiến nó không thay đổi luôn vậy? Cái định mệnh nó. Nên cái này nó không tăng lực chiến luôn hả? Chắc là chỉ tăng lực cho team thôi rồi. Để mình coi thử coi. Nãy quên coi lực tổng anh em. 238k, ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Ngọc nha. Lát mình tăng thuyền cũng tăng lực ghê lắm. Đây. Trong ba cái hệ chính của chúng ta thì có đỏ, xanh, vàng. Thì để mình cho anh em coi. Thì tại bậc 5. Cái này bậc 6. Cái này bậc 5. Như vậy là bây giờ mình cần nâng đỏ với lại vàng lên bậc 6 đúng không? Thôi ráng nâng đỏ đi. Bây giờ muốn lên bậc 6. À đủ rồi nè. Mình vừa đủ luôn. Mình vừa mua hai viên kia đủ luôn. Như vậy là mình cho lên bậc 6 luôn nè. Ôi tăng 29k lực. Quá ngon. Bây giờ thì cần hệ vàng là lên bậc 6 nè. Mà muốn lên thì anh em phải nâng full nhánh vào đây là 50. Ok, đã hiểu. Này 47 rồi nè. 48. 49. Ồ, không lên nổi luôn. Căng thế nhờ. Cái này thì có thể nâng nhanh luôn cũng được. Rồi, ok. À, cái này 50 hả? Ờ, muốn lên bậc 7 thì phải lên được 60 anh em à. Chứ bây giờ chủ yếu là nâng cái đỏ này nè anh em. Đấy. À không, cái vàng mới đúng. Đây cái này nè, cái này 50 nha, cái này là 49 là 50, cái này 44 là 50, cái 42 cũng phải lên 50 mới được. Rồi, ok. Ngọc thì cũng không có nhiều để nâng, hơi cay. À 15k4 nè anh em, 15 triệu 4 nè. Đấy. Nãy là từ 15 triệu 2 lên 15 triệu 4 cũng được 200k rồi đấy. Giờ thì mình sẽ đến với thuyền nha. Đây, thuyền này tăng nhiều lực nè. Và thuyền mình mới lấy luôn. Chúng ta sẽ nâng auto ở đây thôi, chủ yếu là nâng ở đây. Đấy, cứ nâng và nâng thôi. Thì lực nó sẽ tăng vèo vèo cho anh em xem. Mình vô đây chỉ là một chiếc thuyền A thôi, nhưng mà nó cũng sẽ góp phần giúp chúng ta tăng lực khá là nhiều. Khá là lâu rồi mình mới được tăng thuyền lại nha anh em. Tại vì lâu lắm rồi chưa có thuyền mới. Đấy, nâng tiếp nha. Chúng ta đã được 2 búa rồi, cho nên bây giờ mình sẽ nâng lên 3 búa. À, 5 búa full luôn, nói chung là full 5 búa. Gỗ thì có mà đầy, cho nên không thiếu. Gỗ với vàng thì nói chung là không thiếu. Hiện tại là 15 triệu... Ui, thất bại á. Cái định mà anh thiệt luôn hả? Thôi không sao, anh em ơi cho nó luôn. Mình có dư vàng với gỗ mà. Cho thất bại chục lần luôn cũng được đó. Không quan trọng. Rồi 15 triệu rưỡi nha anh em. Ngon anh em ơi. Vậy là mình cũng sắp lên 16 tuổi đó. Mục tiêu tiếp theo chinh phục của mình sẽ là 16 tuổi. Có 40% thôi chắc chắn thất bại rồi. Ui. Ít phần trăm thì lại lên. Mà nhiều phần trăm thất bại. Cái định mệnh cày thế nhờ. Khó chịu thật sự. Có vẻ là nâng sống này mình sẽ lên được 15 triệu 6 luôn ấy. Anh em thấy nâng thuyền tăng lực ghê không? Khá là khiếp luôn đấy. Rồi 15 triệu 6 nè anh em. Đó, thấy chưa? Từ 15 triệu 2 lên 15 triệu 6 tăng được 400k lực. Nghe chưa? Và mục tiêu 16 tuổi của mình sắp chạm mốc 20% á. Cái định mệnh này thành công là hơi ác. Hơi ác cho game. 30% này chắc cũng rất nữa rồi anh em ơi. Oh my god. 40% này có khi cũng rất nữa. Thích rớt là rớt thôi, không ai cảm hết đâu. Ồ lên rồi, ok. Như vậy tổng cộng thì mình rớt 3 lần nha. Ồ cũng hơi cay. Nhiều ông hên nâng không rớt lần nào, hoặc chỉ mới rớt một lần duy nhất thôi. Quá hên luôn. Nhưng mà thời xưa thì nói chung là cũng hơi thiếu gỗ với vàng anh em ơi. Chứ bây giờ thì không thiếu. Bây giờ lâu lắm mới có thuyền ấy, cho nên là gỗ với vàng nó tích lại nhiều lắm. Không sợ thiếu đâu anh em ơi. Rồi full rồi nè anh em ơi. Bây giờ là cần phải có cái vé tàu mới nâng được nữa, cho nên là bó tay, tạm dừng ở đây. Và lực chiến của mình bây giờ là 15 triệu 7, gần 15 triệu 8. Như vậy là lên được khoảng 600k lực luôn anh em ơi, cũng gần một củ ấy nhờ. Khiếp thật. Bây giờ thì nói chung là cũng không có chỗ nào để nâng nữa ấy, cho nên là cũng không lên được lực rồi, hơi đen. Muốn tăng thì nâng những chỗ khác thôi. Đây. Đây là 238, đây lên được 243 nè anh em, tăng lực cũng khá ghê. Mục tiêu tiếp theo của con tướng này của mình chắc chắn là sẽ là 300k lực rồi, nhưng mà chắc cũng còn lâu lắm. Bây giờ nếu muốn nâng cấp á thì cho nó lên 15 triệu 8 á thì để mình nâng cho đem coi. Ê, chắc là mình thiên về nâng level. Đây nhân tiện lấy trái luôn nha anh em, nâng để lấy trái trong đây luôn cũng được. Mình thấy đây cũng tăng lực ghê lắm nha. Đây. À, mình vừa lên 140 level 9 luôn, cho nên là mình đây là cơ hội để mình nâng cái level này anh em. Mình sẽ nâng cho con đợt lên dâu này lên level luôn nha. Ủa cái level ở đâu qua rồi? Ủa?
Nhân vật chính lên 140 rồi nhưng mà tướng này không được lên á. Á đù, tướng là chỉ max 135 thôi à. Cái định mệnh ảo vậy. Sao game không cho anh em? Anh em thì giải thích vấn đề này không chứ sao cay thế nhờ. Để mình vô bộ sưu tập xem tí anh em ơi. Ờ đúng rồi anh em ơi, nó chưa có móc level 140 ở đây. Trời ơi, game dởm. Game là dởm nha anh em. Rồi không sao, nếu như vậy thì mình sẽ ưu tiên nâng mấy con này lên 130 nha. Rồi 130. Con này thì 135 rồi, không nâng nữa nha. 133, mấy con này đều nâng khá nhiều đó chứ nhờ. Đây con này nè. Đó, anh em nâng cứ, nói chung là cứ một chục level là anh em sẽ có điểm nha. Và điểm nó sẽ tăng cho anh em rất là nhiều. Sắc thơ anh, tập chiến này nọ trong bộ sưu tập còn có trái nữa. Đây 100 rồi anh em ơi, mấy con này là tăng được tới tập 30 level đấy. Thì nó sẽ đạt được 3 móc, rất là sướng luôn. Đây là 120 nè. 120 thì được 10 thôi. Này 103 là 30 móc nè, ngon chưa? Đó. Nhưng tàn tàn thôi là cũng đủ cả mớ rồi anh em ơi. Thích cam thì nói chung một lần nâng thì cũng tốn không nhiều đâu anh em ơi. Con này 100 nè. Đó, tốn của mình là khoảng 100 sách hả? À đụt tốn nhiều vậy. Nhưng mà sách tím của mình thì còn hơi nhiều. Còn tới gần 27.000, gần 30.000 sách. Rồi con này 100 nâng luôn. Kizaru. Ê, hiện tại bên chuyện anh em biết gì chưa? Kizaru này là quân cách mạng anh em ơi. Cái định mệnh ác thật. Anh em biết tin gì chưa? Kizaru là đô đốc. Nhưng mà thật ra là gián điệp quân cách mạng anh em ơi. What the fuck, khiếp thật sự. Đây 15 triệu 8 tròn rồi nha anh em. Giờ thậm chí mình còn dẫn ở đây được thêm một chút nữa nè. Ồ, được 50 trái rồi ta, bèo vậy. Ok, được thêm 24k lực, cũng tạm ổn. Nâng tàn tàn lên được lên 15k 9, 16 triệu luôn á chứ. Nhưng mà thôi để dịp khác đi. Mình cũng không thích nâng nhiều lắm anh em ơi. Tốn sách quá. Rồi, sự kiện này thì vẫn như thường lệ chúng ta sẽ mua được gỗ này. Nói chung là mua free anh em ơi, nhưng mà điểm nó không đủ nha. Nó không đủ để chúng ta lấy được đồ ngon, khá cay. Nói chung được ít đồ ăn ở đây cũng được. Đó thì sự kiện tiêu thuyền là vậy thôi. Thì những anh em nào mà nhiều trái dư giả, anh em thể lấy hết một đồng một lúc cũng được nha. Anh em cứ quay anh em lấy thoải mái luôn. Tổng cộng thì anh em cần tới là 3 thuyền là 300 mảnh, với kia 80 đồng là 380 mảnh. Nếu mà anh em có nhiều trái thì anh em cứ lấy thoải mái. Tại vì tăng lấy thuyền thì tăng lực ghê lắm nha. Nếu mà anh em dư giả nha. Còn nếu mà không dư giả thì chỉ lấy một thuyền thôi. Mình thì mình đã full 3 thuyền kia rồi, nhưng giờ lấy cũng không được, game cũng không cho lấy anh em ơi. Cho nên là chịu rồi. Và chúng ta vừa bước sang tháng mới, cho nên là sẽ có cái patch mới là Baby 5 nha anh em. Tương tự thì mình sẽ nhận quà. 20 điểm là đủ để mua thêm đây. À để mình coi, cái này là 4 đúng không? À được, như vậy hết tháng này là mình sẽ lên 10. Rồi tháng 1. Hết tháng 1 là mình sẽ được 16. Và tháng 2, như vậy tháng 2 mới lấy được Vego à. Cày thế nhở. Con này Monet là mình 13 rồi hả? Cái đền mệnh 13 là full tháng này chỉ được 19 á. Cái đền mệnh cày thế nhờ. Sao lại có chuyện này xảy ra anh em? Sao có thể là 13 nhờ? Sao nó lại như vậy? Tại vì một tháng là tối đa 6 mảnh. À mỗi 2 tháng là 12. Chứ không thể nào là 13 được. Cái này là nó dính tới 3 tháng luôn rồi. Mà 3 tháng là đáng ra là 18. Mà tại sao mình lại 13? Cái đền mệnh cày thế nhờ. Tại sao có trường hợp này vậy? Cày thật sự. Vé thì tại mình là 35 nha em ơi. Vé hơi ít. Nhưng mà ban lần sau nếu mà Bartolomeo chắc là ạc này của mình sẽ skip nha anh em. Ừ. Thì skip banner. Lấy bên nick khác với lại quay tướng. Sắp tới thì ra tướng sự kiện tiêu trái thì mình sẽ lấy ạc này cho anh em xem. Rồi ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe để cái kênh tạo động lực cho mình. Và anh em nào có nhu cầu mua ạc bên Android 4399 thì nhớ liên hệ với bố mình nha. Thank you anh em rất là nhiều. Hiện tại là mình sắp chạm mốc 16 tuổi rồi. Từ giờ đến Tết chắc là mình sẽ lên được 16 tuổi. Bye bye anh em nha. Rồi ok.